Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay mình có ở đây đó là một chiếc hộp của thương hiệu đồng hồ là Orient Star. Hôm nay mình có về được một cái model mới của Orient Star năm 2024. Đó là một mẫu Orient Star Joker và nó sẽ có cái màu sắc rất là đẹp và sang trọng. Mình sẽ mở ra cho anh em xem. Ở phía trong thì mình sẽ có là chiếc Orient Star Joker mà mình muốn giới thiệu đến nghe. Đây là màu demi vàng yellow gold và chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu sâm panh, màu vàng sâm panh rất là đẹp. Mẫu này thì sẽ có cái mã đầy đủ là RK này, AV0124G và retail của nó full VAT ở bên Nhật là 106.700 yên. Đó, mức giá đó thì cũng khoảng tầm 20 mấy triệu đấy. Thì chiếc này hiện tại thì bên mình đang để cho anh em với mức giá rất là tốt để anh em chơi. Và đây là mẫu mới 2024 cho nên là giá nó sẽ cao hơn các cái mẫu cũ một chút. Chiếc này thì bên mình đang để là 12 triệu 900 nghìn. Đi kèm với đó là bảo hành là 2 năm cho anh em. Với dòng mà Orient Joker này thì mình xin phép quảng cáo một chút là hiện tại rất là nhiều màu. Ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều màu. Phiên bản dây da thì hiện tại bên mình đang có sẵn hai màu, đó là màu xanh blue navy, đó, thân thép xanh blue navy và thân thép mặt dial màu nâu. Này là cái seal các bạn nhé, đang bọc seal. Thì hai phiên bản này thì nó là cái màu cũ và đó là hai phiên bản sử dụng dây da, cho đến mức giá hiện tại của nó là 11.500.000. Đó. Còn nếu như các bạn thích dây thép như phiên bản demi này mà thép hết không có demi thì hiện tại bên mình cũng đang có hai màu. Đó là một màu xanh blue navy như các bạn thấy ở đây. Và một màu là xanh cổ vịt. Đó, các bạn thấy là màu xanh cổ vịt này nó sẽ hơi đậm hơn và hơi xanh lá hơn. Thì hai cái mẫu này thì hiện tại là nó dây thép thì nó sẽ đắt hơn dây da một chút thôi. Hai mẫu này là 11.990.000 các bạn nhé. Còn dây da của chúng ta là 11.500.000. Đó. Còn phiên bản demi này mới về màu 2024 thì nó sẽ đắt hơn một chút, là nó sẽ vào khoảng là 12 triệu 9 các bạn nhé. Là cái mẫu này. Đó. Thì nó sẽ đắt hơn cái mẫu dây thép bình thường khoảng 1 triệu. Thì chiếc này thì sẽ có cái gì mới? Đầu tiên là các bạn có thể thấy là đập vào mắt chúng ta đó là một cái thiết kế là semi-skeleton. Và chiếc này thì được Việt Nam chúng ta hay gọi là Joker bởi vì cái mặt nó giống như là có một cái miệng cười vậy. Đó. Và trên chiếc này thì nó là một bản phối màu rất là đẹp khi mà chúng ta sẽ có màu là màu vàng yellow gold kết hợp với màu thép. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu sâm panh. Kim và cọc số của nó cũng được mạ vàng yellow gold giống như vần viền benzen này. Và kết hợp với mặt sâm panh vàng nhẹ này thì nó đem cho chúng ta một cái cảm giác rất là sang trọng khi lên tay. Chiếc này thì sẽ có size là khoảng 41.5. Với lắc tu lắc của nó vào khoảng tầm 48-49 thì chiếc này cũng phù hợp với anh em tay khoảng 16.5 trở lên là chúng ta đeo ok nhé anh em nhé. Thì dòng Joker này cũng đã khá là nổi tiếng rồi cho nên là mình cũng không có nói nhiều, mình chỉ nói luôn là trước này thì sử dụng một cái thiết kế mà Orient Star gọi là semi-skeleton, tức là nó vẫn có những cái phần hở nhưng vẫn có những cái phần kín. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là balance wheel của nó hở ra này. Phía trên này chúng ta sẽ có là cái kim báo cót là 50 giờ tích cót là mắc này. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ còn một vài chi tiết để hở ra những cái phần máy ở phía dưới như này. Khi các bạn xoay đằng sau ra thì chúng ta sẽ thấy là bộ máy là F6F44, bộ máy in-house movement của Orient Star. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 24 chân kính, có tần số là 21.600 tương đương 3 Hz và chúng ta sẽ có là 50 giờ tích cóp. Đi kèm thì chúng ta sẽ có sợi dây rất là đẹp, 3 chỉ như các bạn thấy ở đây. Đó, độ hoàn thiện của Orient Star thì mình đánh giá rất là tốt và ngoài ra thì tất cả những chiếc Orient Star các bạn nhé thì đều được sản xuất tại Nhật, made in Japan. Đó, nó khác hẳn những cái dòng mà Orient ở phía dưới thì Orient Star chúng ta sẽ sản xuất 100% tại Nhật Bản. Cho nên là chất lượng sản xuất của nó thì sẽ tốt hơn so với những cái dòng giá rẻ. Đó, dòng này thì Orient Star cạnh tranh với những cái thương hiệu lớn hơn mà.
Trước này hiện tại thì như mình nói đang để là 12 triệu 9 đi kèm với cả chính sách là bảo hành 2 năm, kính sapphire, máy in-house movement và một cái thiết kế demi yellow gold rất đẹp. Anh em nào có nhu cầu về dòng Orient Star Joker này thì anh em có thể là tham khảo video này và liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.